Sau đây là kết quả xổ số Khánh Hòa, Chủ nhật, ngày 30 tháng 7 năm 2023. Giải 8, trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 8, 2. Giải 7, trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 6, 2, 1. Giải 6, trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 8826, 5443, 6471. Giải 5, trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 1156. Giải 4, trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 30314, 05348, 54505, 11999, 72830, 28878, 23550. Giải 3, trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 00126, 12225. Giải nhì, trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 52931. Giải nhất, trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 28090. Giải đặc biệt, trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 980539. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 980539.